Chào các em, hôm nay cô Huyền Phan rất vui được đồng hành cùng các em trong chuỗi 10 bài ôn tập để thi vào cấp 3. Cô hy vọng với những kiến thức đã học thì chúng ta sẽ làm bài thi thật tốt. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài nhé. Chúng ta cùng làm bài thi thử số 1. Và cô lưu ý là mỗi một đề thi thì thường bao gồm 40 câu. Phần 1, chọn từ có phần gạch chân đọc khác với phần gạch chân của các từ còn lại. Câu số 1, volcano. Locate, oversleep, icon. D có phần gạch chân đọc là O, khác với các từ còn lại có phần gạch chân đọc là O. Vì vậy chúng ta chọn phương án D. Câu số 2, mushroom, sculpture, fabulous, butter. C có phần gạch chân đọc là year, khác với các từ còn lại có phần gạch chân đọc là A. Vì vậy chúng ta chọn đáp án C. Tiếp theo là phần chọn từ có trọng âm khác với vị trí trọng âm của các từ còn lại. Câu số 3, surface. Đây là danh từ có hai âm tiết, nên trọng âm rơi âm tiết số 1. Remind. Từ này là động từ có hai âm tiết, nên trọng âm rơi âm tiết số 2. Wonder. Các em lưu ý, đây là động từ có hai âm tiết, nhưng vì âm số 2 chữ ơ, nên trọng âm lại rơi âm tiết số 1. Spacecraft. Từ này cũng là danh từ có hai âm tiết, vì vậy trọng âm rời âm tiết số 1. Vậy thì đáp án câu này là B, vì trọng âm rời âm tiết số 2, và các từ còn lại thì trọng âm rời âm tiết số 1. Câu số 4, benefit. Đây là danh từ có 3 âm tiết, và âm số 2 chữ Y, nên trọng âm rời âm tiết số 1. Commercial. Từ này thì lại có hậu tố là IAL, đọc là so, và trọng âm rời âm tiết trước hậu tố đó. Encourage. Đây là động từ có 3 âm tiết và âm số 1 chữ Y nên trọng âm lại rơi âm tiết số 2. Embroider. Từ này cũng tương tự, nó cũng là động từ có 3 âm tiết và âm số 1 chữ Y nên trọng âm rơi âm tiết số 2. Vậy thì đáp án câu này là A, vì trọng âm rơi âm tiết số 1, các từ còn lại thì trọng âm rơi âm tiết số 2. Tiếp theo là chọn từ hoặc là cụm từ mà có phần gạch chân cần được sửa. Cô lưu ý là trong bài thì người ta yêu không yêu cầu chúng ta sửa nên chúng ta không cần sửa. Nhưng mà trong bài chữa thì bao giờ cô cũng hướng dẫn là câu này sai ở đâu và tại sao lại sai. Và cô sẽ hướng dẫn là sẽ sửa như thế nào để chúng ta nắm vững bài hơn. You need your shoes to repair, don't you? Ở đây các em chú ý cho cô cấu trúc đó là need something done. Tức là có cái gì được làm bởi ai. Và đây là cấu trúc động từ dạng bị động. Nên chúng ta sẽ chia động từ này ở dạng be to. Vì vậy, phương án C sai, và các em sẽ sửa thành repaired. Câu số 6. I borrowed some milk from a neighbor of ours, as we didn't have enough for breakfast. Các em lưu ý là gì ạ? A neighbor of ours, một người hàng xóm trong những người hàng xóm của chúng tôi. Vậy thì ở đây không thể dùng tân ngữ ours được, mà chúng ta phải dùng đại từ sở hữu. Vậy thì C sai. Và các em sửa là ours. Câu số 7. When they lived in Jakarta, they used to eating Indonesian food. Ở đây thì các bạn lại chú ý cho cô cấu trúc đó là used to do something, tức là thường làm gì trong quá khứ và bây giờ không làm nữa. Thế còn to be used to doing something là quen với việc gì. Vậy ở trong câu này là từng ăn đồ ăn của Indonesia. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ dùng cấu trúc là used to do something. Nên là D sai. Và các em sẽ sửa là eat. Tiếp theo là chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. Câu số 8. Dot dot extended family include several generations living together in the same house. Đây là một câu định nghĩa về gia đình mở rộng, tức là một gia đình mở rộng thì gồm vài thế hệ sống cùng nhau trong một nhà. Nên chúng ta sẽ chọn đáp án B, đó là an. Câu số 9. The crowd at the basketball game were wild dot dot excitement. Chúng ta có 4 giới từ, for, like, at và with, thì chúng ta sẽ chọn đáp án D. Và with excitement có nghĩa là very happy, tức là rất là phấn khởi hoặc là phấn khích. Câu số 10. I've tried those tablets and they are not dot 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 in helping me stop coughing. Chúng ta xem nghĩa của các từ cho sẵn. Effective tức là hiệu quả hoặc là có tác dụng.
Successful là thành công, profitable là có lợi hoặc có ích, và available là có sẵn. Vậy thì chúng ta sẽ chọn phương án A, tức là gì ạ? Tôi đã thử những cái viên thuốc này mà chúng không có hiệu quả, hoặc là chúng không có tác dụng trong cái việc là giúp tôi dừng ho. Câu số 11. Which is Mount Everest or K2 in the Himalaya? Và dưới đây là câu hỏi so sánh giữa hai ngọn núi, ngọn Everest và ngọn K2. Như vậy chúng ta sẽ chọn so sánh hơn. Vì vậy chúng ta sẽ chọn đáp án A. Đó là higher. Câu số 12. He couldn't reach the goal. Surprised me. Vậy thì câu này chúng ta cần một đại từ quan hệ. Và đại từ quan hệ đấy thì sẽ bổ nghĩa cho cái từ goal. Vậy chúng ta sẽ chọn một trong hai từ which và từ that. Tuy nhiên thì các bạn lại nhìn thấy cô là có dấu phẩy. Mà sau dấu phẩy thì chúng ta chỉ dùng which chứ không dùng that. Các em lưu ý. Nên chúng ta chọn phương án C. Câu số 13. The school taught all the students to take an interest in art. Ở đây chúng ta gặp cấu trúc đó là take an interest in something. Thì nó bằng với là be interested in something. Tức là thích thú hoặc say mê cái gì. Vậy thì trường học thì làm sao ạ? Khuyến khích tất cả các học sinh quan tâm đến nghệ thuật. Chúng ta có các phương án đó là gì? Noticed là chú ý, encouraged là khuyến khích, supposed là cho rằng, hoặc là coi như, và managed là cố gắng xoay sở hoặc là quản lý. Vậy trong trường hợp này thì các bạn sẽ chọn cho cô là đáp án B, đó là encouraged, tức là khuyến khích. Câu số 14. I like sitting on the beach watching the dot 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 in the evenings. Tôi thích ngồi ở dưới biển và xem cái gì đó vào buổi tối. Vậy thì ở đây các bạn sẽ có cái từ evenings để giúp chúng mình chọn phương án. Sunshine có nghĩa là ánh mặt trời, còn sunrise là bình minh, còn sunlight cũng là ánh mặt trời, và sunset là hoàng hôn. Vậy thì trong trường hợp này là chúng ta sẽ ngắm gì ạ? Ngắm hoàng hôn thì vào buổi tối mà. Các bạn sẽ chọn phương án D cho cô. Câu số 15. There is dot 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 water in the world, but not enough for everyone in the village. Có như thế nào đó nước ở trong giếng nhưng mà không đủ cho tất cả mọi người trong làng. Chúng ta có 4 phương án. Thì các bạn lưu ý cho cô là few và a few thì dùng với danh từ đếm được số nhiều. A few thì có nghĩa là some hoặc là a small number, tức là một ít. Thế còn few thì là not many, almost none, tức là gì ạ? Hầu như là gì ạ? Không có hoặc là không nhiều. Thế còn a little và little thì đều đi với danh từ không đếm được. A little thì mang nghĩa là some hoặc là a small amount, tức là một ít, một lượng nhỏ. Thế còn little thì có nghĩa là not much hoặc là almost nothing, tức là không nhiều, gần như là không có. Vậy thì trong trường hợp này là gì đấy? Vẫn có nước, nhưng mà chỉ có điều là không đủ cho tất cả mọi người. Vậy chúng ta chọn đáp án D, đó là a little. Câu số 16. I bought these magazines, dot dot dot, have something to read on the trip. Ở đây chúng ta có 4 phương án. For thì sẽ đi với chỉ mục đích, dùng ở verb in. Thế còn so that thì sau đó sẽ cộng với một mệnh đề. So as to thì đằng sau là cộng với một động từ. Và in order thì đi với to và verb. Vậy thì chúng ta thấy là sau từ cần điền thì là có have something to read on the trip. Đó là một động từ, đúng không ạ? Đi bên cụm đằng sau. Như vậy chúng ta chọn phương án C. Thế còn các phương án A, B và D thì đều không đúng cấu trúc câu. Tiếp theo sẽ là chọn cái lời đáp mà phù hợp với cái câu trước để hoàn thành câu. Câu số 17. What about collecting used paper bottles and plastic bags every day? Thế còn việc là thu lượm những cái giấy hay là những cái chai hay là những cái túi nhựa hàng ngày thì như thế nào? Phương án A. Because they can pollute the environment. Là bởi vì chúng có thể gây ô nhiễm môi trường. Phương án B là how come? Who can do that? Làm thế nào? Ai có thể làm điều đó? Phương án C. That's a very good idea. Let's do that. Đó là một ý kiến rất là hay đấy. Chúng ta hãy làm điều đó đi. Phương án D. What about this weekend? Thế còn cuối tuần này thì sao? Vậy thì trong 4 phương án này thì chúng ta chọn C. Phù hợp với ngữ nghĩa. Câu số 18. I'm taking my TOEFL test tomorrow. Ngày mai thì tôi sẽ có bài kiểm tra TOEFL. Vậy thì với những cái câu mà sẽ có cái kỳ thi hay kỳ có một cái gì đó thì người ta sẽ hay nói là good luck, tức là chúc may mắn. Thế còn good fortune là một vật may hay là good outcome hay là good success thì ở đây đều không dùng. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án B.
Tiếp theo sẽ là chọn từ mà gần nghĩa nhất với cái từ gạch chân ở trong câu. Câu số 19. Don't worry, you can count on me. I try my best to help you. Ở đây chúng ta gặp cấu trúc đó là count on, thì nó bằng với là rely on hoặc là trust, tức là tin tưởng hoặc là trông cậy vào ai. Vậy trong bốn phương án, look after là trông nom rồi không được, lean on là sống nhờ vào cái gì, còn rely on là tin tưởng vào ai, và stand for là viết tắt cho cái gì. Chúng ta chọn đáp án C. Câu số 20. We had a discussion in class today about requiring students to wear school uniforms. Ở đây chúng ta có từ discussion, có nghĩa là thảo luận, mà nó sẽ bằng với cả từ debate, bởi vì debate có nghĩa là một cuộc tranh luận. Chúng ta chọn đáp án D. Phần tiếp theo thì lại tìm từ đối nghĩa với cái từ đã gạch chân. Câu 21. A small fish needs camouflage to hide itself so that its enemies cannot find. Ở đây chúng ta có từ camouflage, có nghĩa là sự ngụy trang. Phần gạch chân là động từ hide, có nghĩa là ẩn mình hoặc là giấu mình. Vậy trong bốn phương án, cover là bao phủ này, beautify là làm đẹp, show là chỉ cho thấy hoặc là cho xem, và locate là nằm ở đâu, thì đáp án C sẽ là phù hợp đối nghĩa với từ hide. Câu số 22. Solar energy doesn't cause pollution, but it is not cheap. Đối nghĩa với từ cheap chắc chắn sẽ là expensive, phương án A. Thế còn effective là có hiệu quả và là có tác dụng. Commercial là mang tính thương mại, và possible là có thể. Vậy là đều không phù hợp, không phải là đối nghĩa với từ cheap. Bài tiếp theo là đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng để hoàn thành câu. It is estimated that about 3 billion people use the internet computer network around the world. Most people use the internet to information or for entertainment. Ở chữ trống số 23 này thì chúng ta có 4 phương án: take, get, make và catch. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý cho cô là thu nhận được thông tin trong 4 phương án đó thì chúng ta chọn đáp án B, đó là get information. A new study, however, shows us that almost 10% of internet users are using it so often that it is seriously harming their lives. The study that these people may find it difficult to stop using the internet because they have become addicted. Ở đây chúng ta sẽ thấy có 4 động từ, đúng không ạ? Động từ says này, động từ speaks, động từ converse. Converse có nghĩa là nói chuyện, và động từ tells cũng là nói và kể. Vậy thì cái bản nghiên cứu đó thì chỉ ra rằng thì chúng ta sẽ chọn đáp án A là says. Tiếp theo ở chỗ trống số 25 ấy, chúng ta thấy là gì đấy ạ? Difficult to stop, tức là khó để ngừng một cái hoạt động. Vậy thì trong 4 phương án này thì chúng ta chọn đáp án C, đó là N. According to a psychologist in the field, 30% of internet users claim that they use the internet to escape from or emotions. Tức là theo các nhà tâm lý học ở trong cái lĩnh vực này thì 30% những người dùng internet thì tuyên bố là họ dùng internet để trốn chạy hoặc là thoát khỏi cái gì đó, hoặc là cảm xúc. Vậy thì chúng ta có là trouble là những phiền toái này, nuisance là người hoặc là vật hoặc là người gây tình huống hoặc là gây phiền phức hoặc là rắc rối, dangerous là nguy hiểm, và problems là những vấn đề, là những cái trục trặc. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án D. The study also shows that having a chat or a discussion with strangers on the internet is one of the most activities. Bản nghiên cứu thì cũng chỉ ra là có một cái cuộc trò chuyện hay là thảo luận với một người lạ ở internet thì là một trong những hoạt động như thế nào đó nhất. Vậy thì hoạt động thế nào ạ? Phương án A là liking này, thích này, desire là khao khát mong muốn, addictive là nghiện, và hunted là săn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ chọn phương án C, đó là addictive, tức là gì đây ạ? Những cái hoạt động mà gây nghiện. Bài tiếp theo là bài đọc hiểu, thì các em có thể dừng hình, đọc toàn bộ bài và sau đó chúng ta sẽ cùng cô trả lời câu hỏi. Chúng ta có thể gặp một số từ mới mà các em không biết. Ordinary, đó là bình thường. Và đối nghĩa với từ này đó là extraordinary, tức là lạ thường, khác thường.
Genre tức là loại hoặc là thể loại. Văn học thì mình hay có thể loại đấy ạ. Copycat tức là bắt chước. Contestant là người dự thi hoặc là đối thủ. Throw off tức là ném đi. Voyeur là người tò mò, tọc mạch hoặc là kẻ hay dòm ngó. Và spy là gián điệp. Câu hỏi số 28 là In recent years, reality TV has become more and more. Trong những năm gần đây thì truyền hình thực tế thì đã trở nên ngày càng như thế nào đó? Chúng ta có 4 phương án. Interesting, đó là thú vị. Unusual là không bình thường. Popular là phổ biến, đó là được ưa chuộng. Enjoyable là thú vị hoặc là thích thú. Vậy thì các bạn tìm thông tin ở phần cô đánh dấu. Đó là one of the biggest trends in television in recent years has been the rise of reality TV. Vậy thì chúng ta thấy có cái từ gì ạ? Biggest change tức là gì đây? Là cái xu hướng lớn nhất, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C, đó là popular. Câu số 29. The underlined word which in the passage refers to. Tức là cái từ cái chân which ở trong cái đoạn này thì muốn ám chỉ hoặc nói đến cái gì? Phương án A là a common element là một cái yếu tố chung. Phương án B, a closed environment là một môi trường khép kín. Phương án C là every week, dễ rồi ạ, hàng tuần đúng không? Và phương án D là the show, tức là cái chương trình truyền hình. Các bạn nhìn ở phần cô đánh dấu, đó là in a closed environment in which they are filmed 24 hours a day. Chúng ta chọn phương án B. Câu số 30, we can see that Big Brother is. Chúng ta có thể thấy là Big Brother thì làm sao ạ? Phương án A là from the Netherlands, tức là đến từ Hà Lan. Phương án B, from the United States, tức là từ Mỹ. Phương án C là a copycat program, là một cái chương trình bắt chước. Và phương án D là shown in many different countries, là được chiếu ở rất nhiều nước. Chúng ta lại tìm thông tin ở phần cô đánh dấu. Đó là gì đây ạ? Big Brother from the Netherlands. Vậy là chúng ta sẽ khoanh được đáp án A. Câu số 31. What is true about reality TV? Tức là cái gì đúng về truyền hình thực tế? Phương án A, they are made by ordinary people, là chúng được làm bởi những người bình thường. Phương án B, they create many copycat programs, tức là họ tạo nên rất là nhiều cái chương trình bắt chước. Phương án C, they describe people's lives, là chúng miêu tả cuộc sống của con người. Phương án D, they are filmed without a script, tức là chúng được quay mà không có kịch bản. Vậy thì các bạn lại tìm một phần thông tin mà cô đánh dấu. Đó là these shows in which ordinary people are placed in unusual situations and then filmed without a script. Vậy là những cái chương trình này mà ở trong đó thì những con người rất là bình thường và được đặt trong những cái tình huống không bình thường và được quay mà không có kịch bản. Phương án D sẽ là đáp án đúng cho câu này. Câu số 32. We can infer from the passage that. Chúng ta có thể suy ra từ trong cái đoạn này đó là gì ạ? Phương án A, reality TV used to be more trendy. Tức là gì ạ? Truyền hình thực tế đã từng là một cái xu thế. Phương án B là truyền hình thực tế thì trở nên ngày càng có tính cạnh tranh hơn. Phương án C là gì ạ? Viewers enjoy watching something real but unusual, là người xem thì thích xem cái gì đó thực tế nhưng mà lại không bình thường. Và phương án D là viewers can become spies to look into other people's lives, là những người xem thì có thể trở thành gián điệp để dò ngó cuộc sống của người khác. Vậy các bạn lại tìm thông tin ở phần cô đánh dấu. Viewers enjoy watching ordinary people with real emotions being placed in extraordinary situations. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C, đó là viewers enjoy watching something real but unusual. Tiếp theo chúng ta sẽ phải chọn câu gần nghĩa nhất với câu cho sẵn. Câu số 33, I will help you, Bob said to me. Tôi sẽ giúp bạn, Bob nói với tôi. Vậy thì trong câu trần thuật này chúng ta sẽ cũng phải chọn được là có chủ ngữ là tôi và chúng ta động từ said to me này chúng ta sẽ chuyển thành động từ told me. Vậy thì chúng ta chọn đáp án A. Thế còn B thì lại không phù hợp với ngữ nghĩa, tức là Bob đề nghị tôi giúp cậu ấy, như vậy là ngược với cả câu trên. Còn đáp án C thì lại Bob nói là anh ta sẽ giúp bạn chứ không phải giúp tôi. Vậy là sai về tân ngữ, không phải là me mà là you. Thế còn phương án D là Bob warned me that he would help her. Đấy, Bob lại
Báo tôi biết là anh ấy sẽ giúp cô ấy, cũng lại sai về tân ngữ, nên là loại A sẽ phù hợp nhất. Câu 34, they had decorated the tree with color balls. Họ đã trang trí cái cây bằng những cái quả bóng có màu sắc. Phương án A là những cái quả bóng có màu sắc thì đã được trang trí dưới cái cây. Câu này sai với ngữ nghĩa so với câu trên. Ở đây không nói dưới cây. Phương án B, the tree had been decorated with color balls là cái cây được trang trí bằng những quả bóng có màu sắc. Vậy câu này là phù hợp với ngữ nghĩa và đúng cấu trúc. Phương án C, they had decorated color balls and the trees. Hoặc là họ trang trí những quả bóng màu sắc và trang trí cái cây. Như vậy câu này cũng sai với ngữ nghĩa. Phương án D là với những quả bóng màu sắc, cái cây trông đẹp. Câu này cũng không đúng với câu trên. Vậy chúng ta chọn đáp án B. Câu số 35. I don't want to hear you complaining anymore. Tôi không muốn nghe bạn phàn nàn thêm một chút nào nữa. Phương án A là gì ạ? Tôi đã có đủ phàn nàn của bạn. Phương án B là tôi ước gì nghe bạn phàn nàn thêm. Phương án C là tại sao bạn lại không phàn nàn thêm nữa? Và phương án D là tôi quá bận rộn để nghe bạn phàn nàn. Vậy thì trong bốn phương án này chúng ta chọn phương án A. Câu số 36. I didn't arrive in time to see her. Tôi không đến kịp lúc để gặp cô ấy. Câu A. Tôi đến đủ sớm nhưng mà tôi không gặp được cô ấy. Vậy câu này là sai về ngữ nghĩa. Câu B. Cô ấy quá muộn vì vậy tôi không gặp được cô ấy. Câu này cũng sai về ngữ nghĩa so với câu đầu. Câu C. Tôi không đến đủ sớm để gặp cô ấy. Câu này phù hợp với cấu trúc câu cũng như là ngữ nghĩa. Và câu D là gì ạ? Tôi quá muộn vì vậy tôi không gặp của cô ấy. Nhưng mà câu D ấy thì lại sai về thời gian. Câu trên đang là quá khứ mà câu D lại là hiện tại. Vì vậy câu D cũng loại. Nên C sẽ là phương án đúng. Bài tiếp theo là bài viết lại câu sử dụng những từ hoặc cụm từ đã cho sẵn. Ở trong câu 37 thì chúng ta có cái từ hoặc cụm từ đó là World Oceans, Vast, Cope, Present Levels và Pollution. Thì các bạn lưu ý cho cô Huyền đó là chúng ta gặp động từ cope thì nó sẽ đi với giới từ with, tức là đối mặt với cái gì đó. Và chúng ta có từ vast, tức là rộng lớn, nó bằng với cái là very large. Vậy thì trong bốn phương án này thì phương án D sẽ là phương án phù hợp nhất. Đó là gì ạ? Những cái đại dương của thế giới thì quá rộng lớn để mà đối mặt với cái mức độ ô nhiễm hiện tại. Câu 38 thì chúng ta có các cụm từ và các cái từ như sau: eat, better, play safe, exams, give original answer. Chúng ta chú ý cho cô cụm động từ play safe có nghĩa là cẩn thận và tránh rủi ro. Và từ original trong trường hợp này thì nó không mang nghĩa là nguyên bản mà nó sẽ có nghĩa là độc đáo hoặc là sáng tạo hoặc mới mẻ. Trong bốn phương án này thì chúng ta sẽ chọn đáp án của cô này là đáp án A. Và câu này thì nó hơi phức tạp một chút để cô dịch và cô giải thích nghĩa cho chúng mình. It is better to play safe in exams than to give an original answer. Tức là tốt hơn là trong các kỳ thi thì chúng ta chọn phương án an toàn, tức là trả lời những cái thông tin mà chúng ta được học, chúng ta biết, hơn là đưa ra những cái câu trả lời mang tính độc đáo hoặc là tính sáng tạo. Câu 39, chúng ta có các cụm từ như là she suggests, take plane today or go train tomorrow. Ở đây chúng ta gặp cái động từ suggest thì chúng ta lưu ý cho cô là suggest doing something, tức là gợi ý làm gì. Thế còn nếu có hai chủ ngữ khác nhau thì là suggest that somebody should do something, tức là gợi ý ai nên làm gì. Trong trường hợp này thì chúng ta không thấy có chủ ngữ số 2 nên chúng ta chọn đáp án là suggest doing something, tức là gợi ý làm việc gì đó. Chúng ta chọn đáp án B, đó là she suggested taking the plane today or going by train tomorrow. Câu số 40. Chúng ta có các cái từ như là robots này, use, more, free, people, do và housework. Chúng ta sẽ nghĩ đến là gì đấy ạ? À, robot thì được dùng nhiều hơn và giải phóng con người khỏi các việc nhà. Vậy thì trong bốn phương án này thì chúng ta sẽ chọn đáp án C. Và chú ý cho cô cấu trúc đó là free someone from doing something là giải phóng ai khỏi việc gì. Đó là robots should be used more to free people from doing housework. Là robot thì nên được dùng nhiều hơn để giải phóng con người khỏi cái việc nhà. So that's all for today. See you again soon. Bye.